Đây là cái tủ một máy hai nhà ha. Một máy hai nhà mà cái tủ này mình bơm này, van van này, van cho hai nhà ha. Nguồn này, bơm này. Bơm này đi chung với van 1. Van 2 là của cái nhà 2. Thì nó có chế độ chạy tay này. Đây chế độ chạy tay nhà 2 này. Đèn van này, bơm này, van này. Đấy. Chạy tay bên này. Này. Còn cái thằng này thì còn một chế độ nữa, nó chạy theo remote chứ nó không chạy theo phao ha. Rồi, khi mình bật qua bên này á thì mình muốn ví dụ điều khiển nhà 1 này. Thì mình bấm nhà 1 thôi. Đấy, thì là nhà 1 sáng này. Tắt này. Đấy, nhà 2 nè. Đấy, mình bấm nhà 2 thì đèn bơm nhà 2 nè. Khi mình bấm đang bấm nhà 1 thì nhà 2 thì không không chạy được. Đấy, tại vì nhà 1 nó đang đang bơm, nhà 2 đang bơm thì nhà 1 nó không bơm được. Nên mình khóa chéo rồi. Đấy, khi nào mình tắt nhà 1 thì nó mới chuyển qua cho tắt nhà 2 thì nó mới chuyển qua nhà 1 ha. Nên mình khóa chéo hết rồi.